một trong những đề tài mà nhiều bạn hỏi thường nhất trong thời gian gần đây đó chính là liên quan tới ieo hay là initial exchange offering và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyên về ieo và thường nghĩ như thế nào về ieo xin chào các bạn đã đến với thuận capital ngày hôm nay trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết là cách gọi vốn sử dụng ICO hay là Initial Coin Offerings chỉ trong mấy tháng gần đây gần như đã đóng băng và gần đây thì có một cách gọi vốn khác nổi lên và làm cho thị trường lại càng sung sâu hơn đó là cách gọi vốn thông qua IEO hay là Initial Exchange Offering và một trong những nền tảng hiện bây giờ mà gọi rất nhiều vốn thông qua IEO hiện tại đó chính là nền tảng của Binance, Binance Launchpad Cách gọi vốn này được nhiều người quan tâm tới như thế nào thì cái từ một tuần thường có đăng một cái link ở trên Facebook và Twitter ngày 26 tháng 2 thì khi mà chúng ta nhìn vào cái link này là cái link đó sẽ dẫn các bạn tới một cái Twitter và trên cái Twitter này các bạn sẽ thấy được là có vô số những cái máy đang ở trên trang web của Binance Launchpad giống như là trong một cái internet cafe chuẩn bị để mua mua Binance Launchpad thì các bạn sẽ thấy được là có rất nhiều người tuy có nhiều người nói là đây không phải là sự thật tại vì đây chỉ là một người đầu đó troll trên internet những cái hình mà các bạn thấy ở trên Binance Launchpad chỉ là cái tấm hình chụp lại và tất cả các máy đều đưa cái tấm hình này lên để cho nhiều người cảm thấy là tất cả những người này đều chuẩn bị tham gia để mà mua IEO nhưng mà sự thật cũng không có quá xa những gì mà các bạn thấy trên màn hình tại vì các bạn cũng đã biết là rất nhiều những cái dự án ở trên Binance Launchpad gần đây như là BitTorrent hay là Fetch.io những dự án này đã bán trong vòng thời gian rất là ngắn phải nói là kỷ lục từ trước tới giờ cũng giống như là lúc mà thời điểm mà ICO đang hot trước đây các bạn thấy là chỉ trong vài phút hay là vài giây có thể là tất cả đã bán hết thì nhiều bạn hỏi là Binance Launchpad là gì Binance Launchpad đơn giản chỉ là một cái nền tảng để mà mua IEO ở trên mạng lưới của Binance và IEO là như thế nào thì các bạn thấy là trong thị trường crypto thì có rất nhiều từ như là IEO, IFO, IEO, ICO thì có nhiều bạn cảm thấy là khá phức tạp nhưng mà thật ra cũng rất đơn giản chúng ta sẽ nói sơ sơ về những cái khái niệm này trước hết chúng ta hãy nói tới khái niệm gọi là IFO IFO đơn giản là khi mà các bạn có một đồng sau đó đồng đó được fork có nghĩa là bị chia chuỗi ra một đồng khác một trong những ví dụ điển hình là chúng ta nói tới liên quan tới trước đây đồng ethereum chia làm đôi ethereum và ethereum classic kế đó các bạn thấy là đồng bitcoin trở thành đồng bitcoin và đồng bitcoin cash và gần đây nhất là đồng bitcoin cash abc và Bitcoin Cash SV thì sau khi mà cái sự thành công của việc chia chuỗi của Bitcoin và Bitcoin Cash trước đó cũng có rất nhiều cái sự chia chuỗi nhưng mà thường cảm thấy thành công nhất đó chính là Bitcoin và Bitcoin Cash tại sao? Tại vì sau khi mà Bitcoin và Bitcoin Cash chia chuỗi thì các bạn thấy được là cả hai đồng đều được nhiều sàn giao dịch chấp nhận và bây giờ các bạn thấy được là ở thời điểm hiện tại Bitcoin và Bitcoin Cash vẫn là hai đồng nằm trong cái thấp 10 và có vốn hóa khá lớn cho nên nhiều người nhìn vào cái sự kiện giữa Bitcoin và Bitcoin Cash và nghĩ một điều là khi mà chia chuỗi là một cách kiếm tiền rất dễ dàng cho nên ngay sau khi mà Bitcoin và Bitcoin Cash chia chuỗi thì các bạn thấy được là trên thị trường lần lượt xuất hiện rất nhiều những cái việc chia chuỗi tương tự như là chúng ta nói tới Bitcoin và Bitcoin Diamond, Bitcoin và Bitcoin Gold và vô số những cuộc chia chuỗi khác mà nhiều bạn không biết tới và thời điểm đó thường đồng ý với bài viết này là đã qua có nghĩa là nhiều người không còn hứng thú với cái việc chia chuỗi nữa tại vì càng chia chuỗi càng nhiều thì càng ít người quan tâm tới càng ít những sàn giao dịch ủng hộ những cái token mới đó tại vì mỗi lần mà chia chuỗi mà sàn giao dịch ủng hộ thì sàn giao dịch là phải ủng hộ về mặt công nghệ để kết hợp cái ví đó vô sàn cho nên qua một thời gian thì các sàn giao dịch đã không ủng hộ những cái fork này nữa làm cho những cái cuộc chia chuỗi sau này không có nhiều giá trị và phần lớn chỉ là một con số không cho nên cái thời điểm mà ifo cái thời điểm mà chia chuỗi để kiếm tiền thường cảm thấy là đã qua cái đó chúng ta hãy nói tới ieo thì ieo đơn giản là initial airdrop offering thì các bạn cũng đã biết là thay vì chúng ta chia chuỗi hay là bán ico thì một số dự án trong năm vừa rồi là tung ra bằng cách là airdrop thì các bạn thấy là airdrop càng nhiều thì cũng tương tự như là chia chuỗi càng nhiều thì càng ít người quan tâm tới và phần lớn các bạn biết là những cái airdrop là không có giá trị cho nên cái thời điểm mà đưa ra nhiều airdrop cũng đã qua và đương nhiên chúng ta nói tới một trong những cách mà kêu gọi vốn mà nhiều bạn quen thuộc nhất đó chính là ICO ICO cũng là một trong những yếu tố quan trọng dẫn tới cái sự tăng trưởng của thị trường này trong năm 2017 và ICO các bạn biết đơn giản chỉ là một cách kêu gọi vốn cho một dự án nào đó bằng cách là tung ra token mới và mô hình ICO này có rất nhiều điểm yếu thường đó là một cái video chi tiết trước đây khi mà chúng ta nói tới STO trong cái list này là không có để STO hay là Security Token Offering nghĩa là một token chứng khoán thì các bạn hãy bấm vào cái link ở trên màn hình nếu như các bạn muốn hiểu thêm về những điểm yếu của ICO nhưng mà trong video này chúng ta chủ yếu sẽ nói tới cái sự quan hệ giữa ICO và IEO thì ICO và IEO thì rất giống nhau ở rất nhiều điểm thì ICO và IEO giống nhau ở điểm là cả hai đều là một cách kêu gọi vốn nhưng mà có một số điểm khác nhau trước hết các bạn biết là ICO khi mà các bạn muốn tham gia để mà mua một token mới thì cách mà các bạn tham gia vào là các bạn mua cái đồng mà dự án đó chấp nhận giả sử như là đồng Ethereum thì cái nhà mà dự án đó mở bán thì các bạn lên trên trang web của dự án đó các bạn lấy cái địa chỉ ví các bạn gửi đồng của mình tới địa chỉ ví đó và thông qua một cái hợp đồng thông minh thì đồng các bạn sẽ được nhận vào và ngược lại các bạn sẽ lấy được cái thu kinh mới đó thì AIO khác nhau một chỗ là chúng ta thông qua cái sàn giao dịch chứ không phải là thông qua một hợp đồng thông minh thì các bạn lên trên nền tảng AIO như là bây giờ nền tảng AIO mà nhiều người sử dụng nhất đó chính là nền tảng của Binance thì các bạn lên trên Binance Smart path sau đó các bạn gửi đồng mà dự án nó chấp nhận sau đó thì sàn giao dịch sẽ gửi lại token mới cho các bạn không cần phải thông qua hợp đồng thông minh tuy nhiên phía sau lưng thì có thể là có hợp đồng thông minh như các bạn là một người mua thì không cần phải quan tâm tới thì tại sao một dự án lại lựa chọn sử dụng IEO chứ không sử dụng ICO thì cũng rất đơn giản tại vì IEO có một số lợi thế là cái dự án đó có thể là hợp tác với sàn nếu như mà sàn chấp nhận ủng hộ dự án đó để mà tung ra IO thì sàn sẽ làm những việc như là có thể liên quan tới tuyên truyền xử lý những điều liên quan tới cái ngày mà tung ra bán token đó thì dự án đó sẽ được giảm đi rất nhiều chi phí không cần phải tự một mình làm chúng ta hãy nói tới những lợi thế của IO cho những công ty mà muốn tung ra token riêng trước hết thì bạn biết là nếu như mà một dự án mà được hợp tác với những sàn lớn để mà tung ra IEO giả sử như hợp tác với sàn Binance thì các bạn biết là sàn Binance thì có cộng đồng rất là lớn nếu như mà một dự án nào đó mà không có cộng đồng có sẵn cộng đồng vẫn còn nhỏ thì có thể là dựa vào cộng đồng của cái sàn đó đi mở rộng cái số lượng người mà biết tới dự án của mình nhưng mà nếu như mà các bạn làm một dự án mà đã có cộng đồng mạnh thì thường không cảm thấy là cái cộng đồng của sàn giao dịch có thể giúp đỡ được nhiều nhưng mà các bạn thấy là những dự án thì thường thường là cộng đồng không có mạnh cho nên điều mà có thể dựa vào cộng đồng của sàn giao dịch là một điều rất quan trọng cái đó nữa là có thể là giảm đi cái số lượng chi phí khi mà tham gia vào IEO cho những người đầu tư. Các bạn cũng đã biết là khi mà chúng ta mua ICO thì nhiều khi các bạn là phải tăng cái phí giao dịch giống như là khi các bạn sử dụng đồng Ethereum để mà được chấp nhận khi các bạn mua cái token đó. Nhưng mà thông qua sàn giao dịch thì giả sử như là sàn giao dịch Binance hiện tại là không phải là một sàn giao dịch phi tập trung thì các bạn không cần phải quan tâm tới cái cuộc chiến tranh phí giao dịch đó và đối với một dự án thì một dự án có thể là trả phí cho một sàn nào đó để mà tung ra IEO thì dự án đó không cần phải quan tâm tới một số việc có thể là sàn sẽ lo những việc trước khi mà IEO đó được tung ra có thể liên quan tới là hợp đồng thông minh có thể liên quan tới là xử lý những cái lệnh mua và đương nhiên là sàn sẽ lo tới cái việc kyc trước đây các bạn biết là đối với ico thì thường thường là các bạn muốn tham gia vào ico thì các bạn là phải xác minh thân phận nhưng mà nếu như mà các bạn sử dụng những sàn như là binance thì tất cả mọi người đều đã xác minh thân phận cho nên sàn này không cần các bạn phải tự xác minh lại đó cũng là một trong những lợi thế cho một công ty nào đó mà chấp nhận mô hình ieo này và đối với những người đầu tư thì mô hình IO này có rất nhiều lợi thế. Thứ nhất là những người đầu tư đầu tư vào. Một trong những điều mà nhiều người lo ngại nhất là khi mà mua cái token đó thì token đó có được lên trên sàn hay là không và lên trên sàn nào. Thì các bạn thấy tuy là những sàn như là Binance không có đảm bảo là khi mà IO thành công là sẽ được lên sàn. Nhưng mà các bạn thấy được là sau khi IO thành công thì các đồng đã được lên trên sàn của Binance. Điều này làm cho những nhà đầu tư rất có hứng thú so với mô hình của ICO trước đây. Kế đó nữa là nhiều nhà đầu tư hy vọng là sàn giao dịch những sàn có tiếng như là Binance thì sẽ không có đưa những cái dự án scam như dự lừa đảo lên trên sàn của mình để mà bán IEO. Có thể là nhiều người trước đây dựa vào những trang web không được tốt lắm để ra quyết định là có đầu tư vào một cái ICO hay là không. Nhưng mà bây giờ thì nhiều nhà đầu tư cảm thấy là an tâm hơn tại vì đối với những sàn lớn, những sàn nổi tiếng thì những sàn này có thể đã lọc những cái dự án trước khi mà tung ra IEO. Đó là lý do thứ hai. Nhưng mà quan trọng nhất, điều mà thường muốn nói với các bạn ngày hôm nay, sự thật về IEO là khi mà chúng ta nhìn vào mặt lý thuyết thì IEO không có nhiều sự khác biệt so với ICO. Chỉ có là IEO thì sẽ có một đơn vị thứ ba, đó chính là cái sàn giao dịch. Và sàn giao dịch đó chính là trọng điểm của IEO và cũng là một trong những điều mà tại sao IEO được nhiều người quan tâm tới trong thời gian gần đây. Để thường giải thích cho các bạn hiểu. Và trước khi mà chúng ta tiếp tục thì nếu như mà bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và tham gia vào kênh YouTube này để giúp đỡ kênh tiếp tục phát triển. Và trong video này chúng ta không nói riêng về tương lai của đồng BNB, Thường đã làm một cái video cách đây vài ngày nói về tương lai của đồng BNB, video 317 thì nếu mà bạn nào mà có hứng thú thì trên màn hình sẽ có link để các bạn bấm vào để mà xem video đó. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với lại IO Điều mà nhiều người quan tâm tới nhất đó chính là cái lợi nhuận mà IO mang lại cho nhà đầu tư. Chúng ta lấy một số ví dụ, giả sử như các bạn thấy là trước đây thì đồng Gifto đã được thành công IO trên sàn Binance thì chúng ta nhìn vào đồng này ở trên Cap, các bạn sẽ thấy được là đồng Gifto này. Thì bây giờ đứng hạng thứ 175 và các bạn thấy được là khi mà bắt đầu giao dịch là các bạn thấy là chỉ có 0,2 đô la và khi mà tung ra thì các bạn thấy là vừa được IO xong thì trong thời gian rất ngắn có nghĩa là trong thời gian chỉ có một hai tuần đã lên tới cái mức là 0,8 đô la có nghĩa là lên bốn lần khi đó chúng ta nhìn vào cái IO kế tiếp đó chính là IO Bread thì các bạn sẽ thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào cái IO này ở trên CoinMarketCap, Market Card, các bạn sẽ thấy được là khi mà chúng ta nhìn vào IO Bread được tung ra từ sàn Binance bây giờ đứng hạng thứ 151 thì các bạn thấy được là thời gian càng ngắn hơn là khoảng chừng từ ngày 24 tây tới ngày 6 tây có nghĩa là các bạn thấy là trong thời gian chỉ có khoảng chừng là 1 tới 2 tuần thì một lần nữa giá cả mà được tung ra là 155 sen và các bạn thấy trong vòng có 1 2 tuần để lên tới 3 đồng 22 sen, gần như là đã lên 3 lần. Và kế đó chúng ta đương nhiên sẽ nói tới một cái IEO mà nhiều người biết tới đó chính là BitTorrent. Và BitTorrent là một cái IEO mà thường cảm thấy đã làm cho nhiều người quan tâm tới cái cách gọi vốn này. Khi chúng ta nhìn vào BitTorrent, các bạn thấy được là cái sự lên rất đáng kể sau khi mà được tung ra từ sàn Binance Cho mình thấy là BitTorrent thì bây giờ là chúng ta nhìn vào là lúc mà bán IEO các bạn thấy là 0.0005 hay là 0.0004 Và trong thời gian các bạn thấy là ngày 1 tới tháng 2 tới cái mức là khoảng ngày 5 tây có nghĩa là chỉ trong vòng 4 ngày Các bạn thấy được đã lên tới 0, 0.0012 có nghĩa là đã lên khoảng chừng 4 lần so với cái mức mà được tung ra từ sàn Binance và đây thực sự là điều mà làm cho nhiều người quan tâm tới IEO làm cho cơn sóng này nổi lên đó chính là điều mà thu hút rất nhiều nhà đầu tư các bạn hãy tự hỏi bản thân mình khi mà chúng ta nhìn vào những cái dự án mà được tung ra từ sàn Binance như là BitTorrent, Gifto, Brett, Fetch.io hay là kế tiếp chính là IEO của Seller thì những bạn nào mà đã đầu tư vào những dự án này khi mà sàn Binance IEO thì các bạn đầu tư tại vì các bạn tin tưởng vào dự án này hay là các bạn đầu tư chỉ đơn giản là các bạn hy vọng là được nhân 2, nhân 3, nhân 4 lần sau khi mà được tung ra từ sàn Binance Chứ các bạn thực sự là không biết gì về những dự án này và cũng không quan tâm tới những dự án này Và đó cũng là cái cách suy nghĩ năm 2017 mà dẫn tới cái sự bơm giá của thị trường này Đó là sự thật thứ nhất Sự thật thứ nhì mà Thuận muốn nói tới các bạn đó chính là liên quan tới những cái sàn như là Binance hiện tại Đúng là sàn Binance là một sàn mà có dịch vụ khá tốt và cũng là một sàn mà Thuận sử dụng hàng ngày Nhưng mà các bạn cũng nên biết là càng ngày Nhất là khi mà chúng ta có cái mô hình IEO này thì các sàn càng ngày lại có cái tầm ảnh hưởng mạnh hơn và có quyền lực mạnh hơn ở trong thị trường này Trước đây các bạn biết là ICO thì bất cứ dự án nào cũng có thể là đưa ra ICO Và cái sự khác biệt là cái vốn đi tuyên truyền và người đứng sau dự án Nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là những dự án là coi như là phải đi theo sàn giao dịch Sàn giao dịch có quyền quyết định là dự án nào được IEO, dự án nào mà không được IEO Các bạn thấy được là quyền lực của sàn rất lớn và có thể ảnh hưởng tới cả thị trường này và sự thật thứ ba thì muốn nói tới các bạn đó chính là liên quan tới cái đồng của sàn các bạn thấy được là khi chúng ta trở lại trên Binance Launch path các bạn thấy là phần đông là bán sử dụng đồng của sàn như là các bạn thấy là Gifto là sử dụng đồng BNB với đồng Ethereum kế tiếp là IO Cubret cũng sử dụng đồng BNB với đồng Ethereum Bitcoin sử dụng đồng BNB và đồng Tron, đồng TX và chúng ta thấy là Fetch.io chỉ sử dụng đồng BNB và Solar chỉ sử dụng đồng BNB ở thời điểm hiện tại thì cái điểm mà các bạn thấy ở đây là đồng BNB là đồng của sàn Binance và là một phương tiện được sử dụng để mà thanh toán khi mà các bạn mua những cái IEO này về điều này thì nói là được gì thì được ra đây không phải là tốt hay là xấu đây chỉ là một trong những điều mà thường muốn các bạn lưu ý tới tại vì không những là sàn Binance mà sau này những sàn như là hobby hay là KuCoin hay là Bbox chẳng hạn mà đưa ra dịch vụ ICO thì đương nhiên là họ sẽ sử dụng đồng của họ Tại sao? Tại vì đây là một cách để mà làm tăng nhu cầu đồng của mình hơn Như chúng ta mới vừa nói tới các bạn thấy là những cái dự án trước đây mà được tung ra IEO từ sàn Binance thì đã nhân hai lần, ba lần, bốn lần, thậm chí là năm lần. Vì lý do đó, trước khi mà IEO bắt đầu thì có thể là có rất nhiều người đã mua đồng BNB để mà chờ sẵn. Tại sao mua đồng BNB để mà chờ sẵn? Tại vì họ muốn mua những dự án đó, hy vọng là khi mà được lên sàn thì giá cả tăng lên chấp mấy lần cái số tiền mà họ bỏ ra mua, đó cũng là một trong những lý do mà đẩy giá trị của đồng Binance lên trong thời gian gần đây. Và khi mà họ mua AIO, sau đó cái đồng đó bán ra mà có lợi nhuận như là mọi người mong muốn thì các bạn nghĩ là họ sẽ làm điều gì kế tiếp? Thường nghĩ là phần lớn ta sẽ không có đổi ra tiền mà phần lớn sẽ đổi ra đồng BNB, một lần nữa đẩy giá đồng BNB lên tại sao họ lại muốn quy ra đồng BNB tại vì họ hy vọng khi sau khi mà sàn Binance tung ra một cái IEO kế tiếp thì họ có thể dùng đồng BNB có sẵn để mà mua dự án kế tiếp sau đó bán có lời đổi ra đồng BNB và đợi dự án kế tiếp cái suy nghĩ này cũng không có nhiều sự khác biệt so với năm 2017 khi mà ICO rất là hot thì thường nghĩ như thế nào về IEO Tôi nghĩ là IEO là một cách kêu gọi vốn cũng rất cần thiết ở trong thị trường này. Và ít ra thì trong thời gian ngắn các bạn thấy được là IEO cơn sóng IEO cũng giúp đỡ cho thị trường này ấm hơn một chút làm cho một số người lại quan tâm hơn tới thị trường này. Nhưng mà trong thời gian dài, các tiêu vốn này sẽ dịu đi, chứ không phải là như thời điểm bây giờ mà ai cũng đổ xô vào để mà mua. Thì một ngày đầu đó các bạn thấy là những dự án mà được tung ra từ IEO sẽ không có được cái lợi nhuận như là mọi người mong muốn. Tại vì đương nhiên là càng nhiều dự án được tung ra, nhất là sau này có nhiều sàn tung ra nhiều dự án cùng một lúc. Cái sự tăng trưởng của những người đầu tư sẽ không có nhiều bàn cái sự tăng trưởng của những cái IEO được đưa ra từ sàn. Thì những nhà đầu tư càng ngày lại càng sẽ ít đi so với cái số lượng mà IO được tung ra làm cho khi mà IO được tung ra không được đẩy mạnh giá như là trước đây và đương nhiên khi mà giá cả không được đẩy mạnh thì mọi người sẽ mất đi hứng thú cho nên những bạn nào mà muốn tham gia vào IO thì cũng phải cẩn thận các bạn phải cần biết được là dự án này là như thế nào và có giá trị lâu dài hay là không và không phải dự án nào được tung ra tại IO thì sẽ có lợi nhuận như là các bạn thấy Fetch.ai khi mà chúng ta nhìn vào Fetch.ai ở trên CoinMarketCap Market Cap các bạn sẽ thấy được là khi chúng ta nhìn vào đồng Fetch AI này thì hiện bây giờ đứng hạng mươi 1782 và khi mà IEO này được tung ra các bạn thấy được là ngày 2 tây tháng 3 là bắt đầu là có giá cả trên kho market cap thì các bạn thấy là trong ngày đó đã từ 0,4 đô la lên tới 0,42 đô la thực sự là không có lên nhiều nhưng mà ngay sau đó các bạn thấy là từ ngày 2 tây cho đến bây giờ 8 ngày liên tục đã đi xuống tới cái mức hiện tại các bạn thấy là chỉ còn 0.24 nghĩa là đã bị mất đi 50 phần trăm Ngoài cho những điều này ra thì các bạn cần phải biết là những điểm yếu, những điều mà ICO chưa giải quyết được liên quan tới pháp lý thì IEO cũng chưa giải quyết được. Đó vẫn là một điều mà các bạn cần phải quan tâm tới. Và đây là tất cả những điều mà Thuận muốn nói với các bạn liên quan tới IEO. Hy vọng là các bạn hiểu hơn về IEO này. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay. Thuận xem gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này. Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và những người nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình youtube này để nhận được những thông tin mới nhất và những người nào mà có nhu cầu liên hệ với thuận capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức nằm ở phía dưới của video này tạm biệt các bạn.